Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 20 điểm cầu cấp xã trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 928 trang, tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cố Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh, huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho hơn 200 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, quán triệt một số nội dung trọng tâm công tác xây dựng đảng trong thời gian tới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, triển khai quán triệt chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các kế hoạch hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực hoạt động công tác xây dựng Đảng. Công an huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đối với lực lượng công an huyện. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, tại hội nghị, lãnh đạo công an huyện Bình Xuyên đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên các lĩnh vực công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lĩnh vực môi trường, đất đai, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, nêu ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại của lực lượng công an huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong kinh doanh hiện đại, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia. Nhờ những ưu thế vượt trội như tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, sản xuất, tiếp thị, tìm kiếm đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh, thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Kinh doanh mặt hàng phụ kiện thời trang và quà tặng, chị Trang ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cho biết, ngay từ khi mở cửa hàng cùng với việc bán hàng theo phương thức truyền thống, chị luôn quan tâm đẩy mạnh bán các sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Qua đó mà sản phẩm của cửa hàng được quảng bá rộng rãi, tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Hiện nay khách hàng của chúng tôi chủ yếu là khách hàng online và cái lượng doanh thu của cửa hàng chúng tôi chiếm đến 80% là từ khách hàng trên các gian hàng thương mại điện tử. Và vào những cái dịp lễ cuối năm thì cửa hàng chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và đẩy mạnh vào cái thị trường trên các sàn thương mại điện tử. Với ưu điểm không giới hạn về không gian, thời gian, giảm chi phí trong giao dịch và dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng, kinh doanh thương mại điện tử đang được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai nhằm đạt doanh thu tốt hơn và giảm chi phí vận hành. Thế mạnh của mình là bán hàng trên các cái nền tảng thương mại, sàn thương mại điện tử nên chúng tôi chuẩn bị nguồn nhân lực, rồi các cái đội ngũ, ekip để mà thực hiện ví dụ như là các cái buổi live stream để hút khách hàng. Xác định thương mại điện tử là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và cộng đồng theo đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
trong đó chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hóa chủ lực, sản phẩm OCOP trong và ngoài nước. Ngành công thương đã và đang triển khai một số cái nội dung như là hướng dẫn các doanh nghiệp, hướng dẫn người tiêu dùng đặt cái đường link liên kết sàn thương mại điện tử của các tỉnh, thành phố, và hỗ trợ giới thiệu thông tin và kết nối tiêu thụ các sản phẩm như sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với các doanh nghiệp, với các siêu thị, trung tâm thương mại trên các sàn thương mại điện tử. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Phúc là tỉnh có thị trường thương mại điện tử phát triển, chỉ số thương mại điện tử thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Sở Công Thương đang tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh để đầu tư sàn thương mại ngành công thương Vĩnh Phúc. Khi sàn này đi vào hoạt động, sẽ góp phần quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh và kết nối với các sàn thương mại điện tử của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trong khu vực cũng như trên phạm vi cả nước, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trong công tác đào tạo dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao. Tập trung đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường trong công tác giảng dạy, cũng như thông qua các hoạt động như tổ chức ngày hội việc làm cho học sinh sinh viên. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc luôn đạt gần 100%, trong đó hơn 80% làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. Đối với cái chương trình đào tạo đổi mới quần trường hiện nay là lấy ý kiến với các doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình đào tạo của nhà trường. Trong quá trình đào tạo của nhà trường thì các em sinh viên sẽ được đi thực tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp. Khi tốt nghiệp ra trường, các em không bị bỡ ngỡ và các em vào được môi trường làm việc ngay trong với doanh nghiệp. Với ba chuyên ngành đào tạo chính gồm công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa và quản trị kinh doanh, cùng triết lý đào tạo, thực học, thực nghiệp và học nhanh làm sớm, sinh viên theo học tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cơ sở Vĩnh Phúc sẽ được đào tạo với một chương trình học hoàn toàn khác biệt. Theo đó, thời lượng đào tạo thông qua thực hành thực tế vào các dự án sẽ chiếm 70%, 30% còn lại là học các kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên ngành cũng như rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. Khi nói về một nguồn nhân lực công nghệ cao thì các em biết trong cái thời buổi hiện tại thì có những công nghệ nào là công nghệ mang tính xu hướng cập nhật và công nghệ cao. Khi đã biết rồi thì các em sẽ hiểu và sẽ có những thực hành. Bên cạnh đó thì các em cũng cần phải có những cái đạo đức liên quan đến nghề nghiệp mà mình sẽ làm việc để đảm bảo rằng các em sẽ là một nhân lực vừa có công nghệ cao và vừa có đạo đức phù hợp với thị trường lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định với khoảng 19.000 người bước vào độ tuổi lao động, 3,8 nghìn học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp. Trong đó có trên 500 lao động chất lượng cao thuộc một số ngành nghề như cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể. Chúng tôi cũng đang đề xuất đấy là xây dựng cái cơ chế chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sản xuất đầu tư cơ sở vật chất cho các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cái doanh nghiệp này có thể là trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo để nâng cao cái chất lượng cũng như là kỹ năng nghề cho người lao động. Có thể khẳng định rằng việc đáp ứng tốt nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới đối với Vĩnh Phúc, đặc biệt trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp công nghệ cao đến triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.